Xin chào tất cả các bạn. Có vẻ như trong thời gian vừa qua, JBL đã bắt đầu chuyển hướng mở rộng thị trường của mình bằng những sản phẩm mới tinh vừa được hãng giới thiệu tại CES 2014 vừa qua. Bên cạnh những cái mẫu loa di động quen thuộc thì giờ đây danh sách các sản phẩm của hãng đã được bổ sung thêm một tên mới, đó là Horizon. Đây cũng chính là sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay. Ngay từ cái nhìn ban đầu thì các bạn có thể thấy được cái hộp đựng của Horizon sẽ làm cho các bạn gợi nhớ đến dáng hình quen thuộc mang cái tông màu cam rất đặc trưng trên phần lớn các cái vỏ hộp đựng loa của JBL. Khi mà mở hộp ra thì các bạn sẽ thấy ngay cái chiếc đồng hồ của chúng ta. Lần này thì mình được cầm cái chiếc màu đen. Ngoài ra nếu như các bạn muốn thì sẽ còn có cả tùy chọn màu trắng cho các bạn nào mình yêu thích nữa. Bên trong hộp thì các bạn sẽ còn được cung cấp một cái adapter màu đen đi cùng với hai cái đầu chuyển để các bạn có thể sử dụng tại nhiều quốc gia mà sử dụng các chuẩn ổ cắm khác nhau trên thế giới. Và nếu loa có màu gì thì toàn bộ các cái đống này cũng sẽ có màu tương tự. Và trong trường hợp này thì như các bạn thấy nó sẽ là màu đen bóng. Các bạn sẽ được cung cấp kèm theo một cái sợi dây anten để phục vụ cho cái chức năng nghe radio FM của chiếc đồng hồ này. Và ngoài ra thì theo những cái thủ tục mà các bạn thường thấy trước đó thì chiếc Horizon này cũng sẽ được kèm theo một số các cái giấy tờ được sử dụng cũng như các giấy bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Nếu như bạn nào mà đang thắc mắc là từ nãy đến giờ tại sao mình cứ khăng khăng gọi cái Horizon này là một chiếc đồng hồ thay vì là một chiếc loa di động thì điều này các bạn có thể thấy ngay từ vỏ hộp của chiếc sản phẩm hoặc là từ ngay trên trang chủ của hãng nữa. JBL đã gọi Horizon là một chiếc đồng hồ báo thức kèm loa phát nhạc chứ không phải là một chiếc loa di động như là các sản phẩm trước đây mà các bạn từng thấy của JBL. Đây là một sự đổi mới mà các bạn có thể thấy trên JBL vào năm nay. Ở Việt Nam mình thì có thể nhiều bạn khá là xa lạ với khi sử dụng, nhưng mà ở nước ngoài thì cái dạng đồng hồ báo thức only one như thế này nó được sử dụng khá là phổ biến với cái kích thước khá là nhỏ nhắn nhưng mà tích hợp một danh sách dài ngoằng các tính năng mà có lẽ các bạn sẽ còn phải tốn khá thời gian nếu như các bạn muốn tìm hiểu. Quay trở lại với thiết kế của sản phẩm, các bạn có thể thấy chiếc Horizon này mang trong mình dáng vẻ rất giống với người anh em vỏ ốc JBL Pebble mà trước đây Eternal đã từng giới thiệu với các bạn. Cái chất liệu phủ bảo vệ bằng loa sử dụng vải sợi tổng hợp, do vậy khi mà cầm vào các bạn sẽ thấy êm và có độ bám tốt hơn. Tuy nhiên, bù lại nó sẽ không có được cái cảm giác mát lạnh đặc trưng như là cái dạng lưới kim loại các bạn thường thấy. Tất nhiên là nó sẽ được thiết kế để âm thanh có thể thoát ra ngoài với công suất khá là lớn, lên đến 10W. Toàn bộ cái màng vải này sẽ bao quanh mặt gương lớn ở chính giữa. Và đây cũng chính là cái nơi mà đặt màn hình LCD ẩn giấu ở phía bên dưới. Và cái màn hình LCD này nó sẽ giúp các bạn hiển thị ngày giờ và các cái thông tin hoạt động khác của đồng hồ. Toàn bộ các nút bấm đều được đưa hết lên trên phía đỉnh máy với số lượng khá là lớn. Các bạn sẽ có một nút điều khiển âm lượng, 3 nút ở bên phải bao gồm cái nút kích hoạt tính năng nghe radio FM, một cái nút chuyển chế độ Bluetooth và một nút chuyển nhanh kiến tương chiếc đồng hồ của bạn sang cái chế độ ban đêm. Trong khi đó ở bên trái là hai nút bấm kích hoạt nhanh hai cái thiết lập báo thức khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa giờ báo thức khác nhau cho hai cái đồng hồ này thông qua ba cái nút điều hướng trong cái độ chỉnh sửa. Chiếm diện tích lớn nhất là cái nút snooze, hay gọi nôm na là cái nút tắt chuông, giống như ở trên các chiếc đồng hồ truyền thống mà các bạn thấy. Toàn bộ phần đỉnh này thì được bao phủ bởi một lớp cao su hơi nhám và chạy ra xuống phía dưới tận đáy của chiếc loa. Trong khi đó thì toàn bộ phần mặt sau của máy không còn là nơi để thoát âm như thường lệ nữa, mà nó được thay thế bằng một cái dải đèn mờ bảo vệ bằng một cái lớp nhựa trắng bao tròn xung quanh logo JBL to tổ chảng như thế này. Và cái logo này thì như các bạn thấy nó được khắc CNC lên cái tấm kim loại ở chính giữa, sơn màu đen như thế này. Cái dải đèn này sẽ giúp cho chiếc Horizon của các bạn trở thành một chiếc đèn hắt sáng từ phía đằng sau, và nó sẽ tạo cho các bạn cái cảm giác rất là dễ chịu, ấm áp và không chói mắt. Và cái kiểu ánh sáng này thì theo mình thấy là nó cực kỳ hoàn hảo để có thể làm một chiếc đèn ngủ. Các cái cổng giao tiếp của thiết bị thì đều được đưa hết xuống một cái hốc nhỏ phía dưới đáy của loa. Từ đây thì các bạn có thể giấu dây xuống phía dưới trong khi các bạn cắm và rắc một cách cực kỳ gọn gàng và thẩm mỹ. Ở đây các bạn sẽ có ba cái đầu kết nối, một cái đầu lỗ cắm nguồn lấy nguồn từ adapter cho cái chiếc loa này có thể hoạt động, một cái lỗ cắm anten FM và đương nhiên là một gõ vào chuẩn 3.5mm dành cho các thiết bị phát nhạc mà không hỗ trợ cái chuẩn kết nối không dây Bluetooth. Và cuối cùng là hai cổng USB tiêu chuẩn được đặt ở phía bên trái của chiếc loa, giúp các bạn biến chiếc loa Horizon này trở thành một cái hấp sạc dành cho điện thoại và các thiết bị xài cổng USB với cái dòng dao tối đa có thể lên đến 1A dành cho mỗi cổng. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cho các bạn về cái phần đánh giá tổng thể cho một sản phẩm mà có lẽ là khá bất công nếu như các bạn chỉ gọi nó là một chiếc đồng hồ, bởi vì những cái tính năng mà Horizon cung cấp cho các bạn thật sự nó rất là đa dạng và vượt xa những cái gì mà các bạn có thể đòi hỏi. Các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ báo thức này, một cái bộ loa Bluetooth này, và nó thậm chí nó còn kiêm cả nhiệm vụ của một chiếc hấp sạc USB, và thậm chí là cả một chiếc gương nữa.
Và trong bài tới mình sẽ đánh giá rất là chi tiết những cái chức năng hoạt động cũng như chất lượng âm thanh của một cái sản phẩm rất là thú vị này đến từ JBL. Và nếu như bạn nào quan tâm thì có thể đón chờ video này để có thể đưa ra được cái quyết định cuối cùng để cho mình. Cái quyết định đây mình nói là quyết định cái bạn bỏ tiền ra để có thể mua chiếc loa này không đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.